Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Kính thưa quý vị, mặc dù những ngày Tết đã đi qua, nhưng cuối tuần qua không khí Tết vẫn còn đậm đặc trong các sinh hoạt cộng đồng qua các chương trình hội chợ, các buổi họp mặt tân niên của các hội đoàn ái hữu. Được biết, những sinh hoạt này còn tiếp tục trong các tuần kế tiếp tới đây. Nhưng sự kiện vừa mang tính văn hóa và lịch sử phải kể đến lễ đóng đà tưởng niệm vua Quang Trung của Hội Ái Hữu Quang Trung Bình Định diễn ra tại nhà hàng Phoenix vào trưa Chủ nhật 9 tháng 2. Kính thưa quý vị, 225 năm trước, vào tối mùng 4 rạng sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiến vào kinh thành Thăng Long sau khi đánh bại hơn 20 vạn quân Thanh. Trận Ngọc Hồi Đống Đa hay Chiến thắng Kỷ Dậu là tên gọi do các nhà sử học Việt Nam dành cho loạt trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của nước Đại Việt do vua Nguyễn Huệ Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan hàng chục vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy. Mà đến nay vẫn còn truyền tụng lại tuyên ngôn bất hủ của vị vua anh hùng áo vải này: đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàng, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Trở lại với lễ đóng đa tại nhà hàng Phoenix, bàn tế lễ trong trang phục cổ truyền với lễ tế theo nghi thức cổ truyền. Theo lời ban tổ chức cho biết, buổi lễ nhằm tôn vinh và nhớ ơn vị anh hùng của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc, đồng thời để khơi dậy niềm tự hào cũng như lòng bất khuất của mỗi người Việt Nam trước sự bành trướng và xâm lăng của bọn bá quyền phương Bắc. Sau phần tưởng niệm là tiệc mừng xuân với phần chúc thọ các vị cao niên lì xì các em thiếu nhi và xổ số lấy hên đầu năm. Tuy nhiên, phần tế lễ tưởng niệm vua Quang Trung với đại thắng xuân Kỷ Dậu được đồng hương đặc biệt chú ý. Tôi xin hân hoan chào đón tất cả quý vị, quý đồng hương đã không quản đường xa xa xôi thì giờ quý báu cùng về đây tham dự. Sự hiện diện thật đông đảo của quý vị đã nói lên lòng quan tâm của mình đến lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước của tổ tiên ta. Ngoài ra, nó cũng lên nói lên cái lòng ưu ái của quý vị đối với ban tổ chức chúng tôi nói riêng và nói chung đối với toàn thể bà con Hội Ái Hữu Quang Trung Bình Định tại địa phương này. Kính thưa quý vị, không khí xuân Giáp Ngọ vẫn đậm đặc tại Houston với hội chợ Tết tại khu thương xá Việt Hòa do ban tổ chức Luna New Year Houston thực hiện trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 8 và 9 tháng 2. Đây là hoạt động được duy trì trong nhiều năm qua, thu hút đông đảo đồng hương và các cơ sở thương mại có gian hàng tại đây để quảng bá thương vụ với quan khách tham dự hội chợ xuân. Chương trình bắt đầu bằng nghi thức khai mạc, sau đó là đốt pháo múa lân múa rồng và biểu diễn võ thuật. Nhân dịp xuân về, Thành cũng xin đại diện đại gia đình chợ Việt Hoa, Sun Social Club, toàn thể nhân viên và các thương mại trong thương xá Việt Hoa chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cũng như các đồng hương cũng biết, năm nay là năm con ngựa, thì cũng Thành cũng hy vọng thành tài cỡ ngựa đến gõ cửa, mọi người phát tài, vạn sự như ý. Cảm ơn. Các hội đoàn tiếp tục tổ chức họp mặt tân niên Giáp Ngọ. Hội Ái Hữu Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston cũng đã tưng bừng tổ chức buổi tiệc mừng xuân Giáp Ngọ tại nhà hàng Kim Sơn.
sau nghi thức chào cờ và phát biểu chào mừng quan khách của ban tổ chức là lễ chúc thọ các cụ cao niên và như thông lệ là phát hành đặc sản đất Ngũ Phụng 2014, lì xì mừng tuổi các cháu nhỏ, xổ số lấy lộc đầu năm với nhiều giải thưởng. Tại nhà hàng Ocean Palace, tối thứ Bảy ngày 8 tháng 2, gia đình Mũ Đỏ tại Houston đã có buổi họp mặt thường niên. Liên đoàn Nhảy Dù Việt Nam chính thức thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1955 tại Tân Sơn Nhất Gia Định với những bộ phận chỉ huy, yểm trợ và tác chiến như sau. Bộ Chỉ huy Liên đoàn. Vào giai đoạn 1955-1959 này, Liên đoàn Nhảy Dù lãnh nhiệm vụ hàng đầu trong công cuộc bảo vệ miền Nam. Ngoại trừ những chiến dịch hành quân tạo thành Bình Định, Liên đoàn còn được chỉ định làm thành phần trừ bị quốc gia để phòng đối phó với một cuộc tấn công từ miền Bắc. Binh chủng Nhảy Dù Mũ Đỏ được biết là binh chủng có nhiều thành tích trong cuộc chiến, đặc biệt là trận chiến Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972. Trở lại với đêm hội ngộ tại nhà hàng Ocean Palace vào thứ Bảy cuối tuần qua đã diễn ra với nhiều cảm xúc của các thành viên gia đình Mũ Đỏ về nhiều kỷ niệm đã từ lâu một lần nữa hồi tưởng về chiến trường, về đồng đội và niềm kiêu hãnh của người lính Nhảy Dù. Đây cũng là dịp để các Mũ Đỏ ngồi lại, thăm hỏi, chia sẻ, chúc tụng nhau nhân mùa xuân mới Giáp Ngọ và nói chuyện cộng đồng, chuyện Việt Nam và hỏi thăm những đồng đội ai còn, ai mất. Kính thưa quý vị, tối thứ Bảy 8 tháng 2, văn phòng địa ốc Alpha Realtor đã có buổi họp mặt mừng xuân cùng nhân viên và thân hữu. Hiện nay, văn phòng Alpha Realtor do cô Nga Dung điều hành, nhiều năm qua được đồng hương tín nhiệm trong việc mua nhà, bán nhà, đất đai hay building thương mại v.v. Buổi họp mặt mừng xuân diễn ra tại Canvas Cafe Bistro. Nhiều nhân viên, khách hàng, thân hữu đến tham dự vui Tết cùng ca hát trong không khí ấm cúng vui vẻ. Hôm nay chính quý vị cũng biết rằng đầu xuân thì cái mục đích của chúng ta chỉ để gặp nhau thôi. Chúng tôi được cơ hội gặp lại những bạn của kiến trúc, bạn Trưng Vương, bạn Nguyễn Trãi, bạn Canvas, bạn Văn Nghệ, bạn Không Quân. Thành ra thật là một buổi tối thật là có ý nghĩa. Và mong rằng tất cả quý vị đã thật là vui để cho sau cái phần này là chúng ta đến cái phần hát với nhau và rất là sùm cho nó vui xuân phải không? Dạ vâng, thành trước hết là xin quý vị... Quý vị cứ yên chí là thức ăn còn nhiều và xin quý vị sẽ nhắc cho chúng tôi và mong rằng tất cả quý vị sẽ có một năm mới thật là vui vẻ và ăn uống no nê như vậy suốt năm. Tất cả mọi người chúng ta sẽ mạnh khỏe để trong năm sẽ gặp lại tất cả các bạn chắc chắn. Vâng, và xin quý vị tiếp tục thưởng thức thêm đến khi nào quý vị sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu với chương trình Văn Nghệ. Chủ nhật ngày 9 tháng 2, công ty Direct Appliances Electronic Furniture and Mattresses do anh Nguyễn Tiến Lãng điều hành đã tổ chức lì xì cho đồng hương nhân dịp năm mới. Hàng năm, công ty Direct cùng thường có chương trình đặc biệt mừng xuân tặng quà lì xì cho đồng hương đến viếng thăm phòng trưng bày. Năm nay, theo thông báo của công ty Direct thì có 1.000 bao lì xì may mắn cho đồng hương, không phân biệt tuổi tác từ các cháu thiếu nhi đến người lớn tuổi đều được nhận bao lì xì may mắn đầu năm. Chương trình đón Tết của công ty Direct của mình thì hơi trễ vào ngày 9 tháng 2 dương lịch. Thì đầu tiên là thật sự cảm ơn mọi người, biết bao nhiêu chỗ mọi người có thể đi, biết bao nhiêu chỗ mọi người có thể đến chung vui, ví dụ như ngoài hội chợ hoặc là ở chùa, ở nhà thờ. Nhưng mà quý vị đã đến đây cùng chung vui với Lãng tại công ty Direct này. Đó là một niềm vinh hạnh lớn của công ty Direct của mình. Kính thưa quý vị, trưa chủ nhật ngày 9 tháng 2, văn phòng nha khoa Nhân Hiền trên đường Bèo Lè do nha sĩ Bùi Xuân Định điều hành đã có buổi khám và điều trị miễn phí cho đồng hương, gồm khám răng, nhổ răng, chám răng, chụp x-quang, lấy gân máu và giải đáp thắc mắc về sức khỏe răng miệng. Đây không phải là lần đầu tiên văn phòng nha khoa Nhân Hiền tổ chức. Tại đây từng có những buổi khám răng miễn phí như thế này và lúc nào cũng thu hút đông đảo đồng hương đến tham dự để được nhận các dịch vụ miễn phí. Tại đây, ngoài nha sĩ Định, còn có các nha sĩ khác cùng các nha công, nha tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho đồng hương. Kính thưa quý vị, để kết thúc phần tin cộng đồng hôm nay là một tin buồn cho toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Thượng tọa Thích Minh Tần là sư giáo thọ tại Chùa Việt Nam Houston, Texas đã viên tịch vào lúc 1 giờ 10 phút sáng thứ Ba ngày 4 tháng 2 năm 2014 sau một cơn tai biến, trụ thế 58 năm. Lễ di quan lễ trà tì đã diễn ra vào ngày thứ Sáu ngày 7 tháng 2 tại nhà quan Vĩnh Phước trước sự thương tiếc và hộ niệm của đông đảo chư tăng Phật tử. Theo khẩn bạch của Chùa Việt Nam,
thì Thượng tọa Thích Minh Tần, ngoài việc là sư giáo thọ tại chùa Việt Nam, Thượng tọa còn là vị sư lãnh đạo tinh thần của chùa Bảo Quang San Antonio, Texas và cũng là viện chủ chùa Viên Giác Virginia. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin sinh hoạt cộng đồng trong tuần qua. Hưng Yên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày an vui.